Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số tỉnh thành trên cả nước, Ủy ban nhân dân phố Đà Nẵng vừa hủy chương trình bắn pháo hoa chào năm mới Tân Sửu 2021. Theo đó, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về một số hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong đó có việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ngoài ra yêu cầu các cấp các ngành các địa phương có liên quan quan tâm thăm hỏi động viên, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, công nhân không có điều kiện về quê phải ở lại thành phố, đảm bảo mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 3 điểm và thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong vòng 15 phút.